Liệt tổ liệt tông tại thượng, con cháu bất hiếu Bùi Hành Xuyên, từ nay trở đi muốn chuyên tâm luyện võ, xin tổ tông cho phép. Bùi Hành Xuyên trốn việc ở nhà, ăn mặc giản dị, nằm trên ghế gỗ mun khắc vàng. Lão đặc, thiếu gia con không muốn làm cái gì mà thị vệ đại thống lĩnh đó đâu, con muốn làm võ lâm cao thủ, cha tìm cho con người nào lợi hại một chút. Đến nhà dạy con đi, con lại muốn làm loạn gì nữa thế? Có phải lại đánh thua người nào trong kinh không? Lần này không có, con chỉ muốn luyện võ. Rồi cho tiểu giao thấy, để cô ấy phải cầu xin còn đại phát từ bi nhận cô ấy làm đồ đệ một lần nữa. Hi hi, không được, ta đã vác cái mặt già này, đến xin bệ hạ cho con một chức quan. Con nói bỏ liền bỏ sao? Con tưởng hoàng cung này là do Bùi gia mở hả? Cha không giúp thiếu gia con tìm sư phụ thì thôi, thiếu gia con tự mình tìm. Bùi gia nhiều đời tôn quý, sao lại sinh ra thứ ngỗ ngược như mày chứ? Người đâu, mau lôi thằng bất hiếu này vào từ đường, lấy ra pháp gia cho ta. Con đâu làm gì sai chứ, sao phải lấy ra pháp gia? Ông già này mới sáng sớm đã ăn thuốc súng rồi sao? Trong phòng đại phu nhân, một nhóm di nương đang tụ tập, nhà nhà tám chuyện. Tạo nghiệp, đúng là kiếp trước đã tạo nghiệp rồi. Làm con gái ở kiếp này, sao lại phải tự mình may váy cưới cho cả nhà thế này? Không kết hôn không được sao? Từ khi Xuyên Nhi vào cung làm việc, trên giới Bùi gia rảnh rỗi hơn nhiều. Đại phu nhân nói đúng, Xuyên Nhi cứ theo đà này đi lên, sau này địa vị tăng cao, chắc chắn sẽ có thể làm nên chuyện. Hi hi, ta chỉ mong nó đừng gây rắc rối gì cho ta là được rồi. Bà Bùi vừa nói xong, vô tình nhìn thấy con gà trống lớn mà Bùi Miễn Miễn theo. Miễn Miễn, con theo thứ gì thế kia? Phượng Hoàng ạ, à, mẹ xem, có móng vuốt, có cánh, còn có đầu. Thì chính là Phượng Hoàng. Bên trên thiếu hai mảng lông thì có sao đâu chứ? Đại phu nhân, không xong rồi, thiếu gia mang bài vị của tổ tiên lên mái nhà rồi ạ. Ở từ đường của Bùi gia, Bùi đại thiếu gia vốn dĩ phải bị đánh, lại không hề hấn gì ngồi trên mái của từ đường. Bên cạnh còn có một đống bài vị của tổ tiên. Mịch tử, con không mau cút xuống đây cho ta. Cha có bản lĩnh thì lên đây. Cậu ta ý vào việc cha mình không trèo lên mái nhà được, Bùi đại thiếu gia liền đắc ý nói vậy. Thái gia gia, lão gia tử nhà này càng ngày càng vô lý. Gia gia, người phải làm chủ cho đứa cháu nội này. Con chẳng qua chỉ muốn học võ công, con trai của người lại không nói hai lời, liền dùng gia pháp đánh con. Đứng sững ở đó làm gì? Con không mau tìm cái thang mang thằng nghịch tử này xuống cho ta. À, vâng vâng vâng. Nghịch tử, đợi bắt được mày xuống, xem hôm nay ta có lột hết da mày ra không. Nếu hai chúng ta đã bất đồng như thế, hôm nay chỉ bằng có mặt mọi người của Bùi gia ở đây, hãy để liệt tổ liệt tông chủ trì công đạo. Mày lại muốn làm gì nữa? Trong lòng Bùi lão gia lại nảy ra một dự cảm không lành. Liệt tổ liệt tông tại thượng, con cháu bất hiếu Bùi Hành Xuyên, từ nay trở đi muốn chuyên tâm luyện võ, xin tổ tông cho phép. Nếu tên của các vị đều hướng lên trên, vậy thì để lão gia tử đích thân đi mời sư phụ võ công lợi hại nhất kinh thành về. Nếu tên của các vị úp xuống, con sẽ tự mình đi tìm sư phụ. Mày. Ôi trời đất ơi, con không mau đỡ lão gia đi tìm đại phu. Phu nhân nói đúng, phu nhân nói phải. Cứu tinh à, mẹ đến rồi sao? Lão gia tử vừa tới liền muốn đánh con. Trên đời này làm gì có người cha nào như ông ấy chứ? Thế nên con mới vác hết bài vị tổ tiên đi thế ư? Thằng bất hiếu này, hôm nay ta đánh chết con. Đừng đánh nữa. Mẹ ơi, đừng đánh nữa, con là con ruột của mẹ đấy, là đứa con trai duy nhất đấy, là đích tôn đấy, đánh chết rồi không có ai thay thế đâu. Con còn biết con là con một cơ đấy, nếu không phải là đứa con ta sinh ra, cha con đã đánh chết con từ lâu rồi. Ngày mai ta sẽ tìm mấy di nương của con, nhận 7-8 đứa con về nuôi, ta muốn xem thử con còn nói được cái gì mà cháu đích tôn nữa. Di nương đứng bên cạnh, nghe thấy đại phu nhân muốn nhận nuôi con họ, mắt liền phát sáng, tiền đồ vô lượng đấy. Đại phu nhân, đứa con này của ta, hiếu thuận nghe lời. Đại phu nhân, đứa con này của ta, tướng mạo đoan chính, không dám vứt bài vị tổ tiên đâu ạ. Đều cút hết cho ta. Mẹ, mẹ đánh con như vậy, sau này con không lấy được vợ đâu đấy. Bùi phu nhân vừa nghe thấy mấy từ không lấy được vợ, lập tức lấy lại tinh thần. Sớm muộn cũng có ngày, con phải làm ta và cha con tức chết con mới cam tâm. Mẹ, con không có, lần này con muốn học võ thật mà. Đang yên đang lành, sao lại muốn học võ công? Năm đó ta gửi con đến học viện Ngũ Nam, cũng không thấy con quyết tâm như vậy. Con nhận đồ đệ, ai ngờ mới chỉ 2 tháng lại có thể đánh bại con. Càng khó chịu hơn là cô ấy lại nhận người khác làm sư phụ. Từ giao cô nương này tìm ai không tìm, lại đi tìm Thẩm Nhạc, tên đó là kẻ thù không đội trời chung với ta, tức chết ta rồi. Là chuyện này sao? Không phải chỉ tìm sư phụ thôi sao? Mẹ tìm cho con, nhưng việc trong cung con không thể nghỉ được, con biết mẹ là tốt nhất mà. Đừng nịnh ta, đến từ đường quỳ đi, ta đi tìm cha con bàn bạc một lát. Tên nghịch tử đó đâu? Đang quỳ ở từ đường rồi. Gậy đâu? Gậy của tôi đâu?
Được rồi, ở trước mặt tôi, ông còn ra vẻ gì chứ? Ông cũng đã già rồi. Có thể chạy nhanh như nó không? Hôm nay dù thân già này có chết cũng phải đánh được nó. Xin nhi đã bảo sẽ thay đổi rồi, ngày mai sẽ tiếp tục vào cung làm việc. Đúng là con trai ngoan của ta. Như thế thì tốt, con có thể tiết kiệm tiền. Hơn nữa, con trai ngoan không phải muốn tìm sư phụ sao? Tìm cho nó một người nghiêm khắc, không phải sẽ có người thay chúng ta quản giáo nó sao? Phu nhân, bà cho rằng tôi nên tìm ai làm sư phụ của tên nghịch tử đó đây? Lão gia có nhớ đại tướng quân Thẩm Nhạc không? Người này ngay thẳng chính trực, giờ vừa hay cũng đang ở nhà dưỡng bệnh, hay là ông đến thăm cậu ta một chuyến? Phu nhân nói rất có lý. Thẩm tướng quân là cao thủ xếp thứ nhất thứ gì kinh thành này, ngày mai tôi sẽ đi. Trong lãnh cung, Thẩm Ninh không còn coi trọng tiền lương hàng tháng, đến từ mấy thái giám nô tỳ trong cung nữa, bắt đầu muốn hạ thù từ chỗ các phi tần. Xuân Môi, Mã Hồng, Thuần Lộ, Mật Ong, không phải đã đến lúc làm ra mấy thứ này rồi sao? Con ếch này vẫn chưa chín à? Thầm lửa nhỏ sẽ mềm hơn. Lạ thật, đã đến giờ ăn cơm rồi. Đã không thấy bóng dáng anh huynh của cậu thì thôi đi, sao Bùi Hành Xuyên cũng không có động tĩnh gì thế? Đêm qua anh huynh của tớ đã cầm cái vòng ngọc đó đi rồi, con bảo là hôm nay có chuyện sẽ vào cung muộn một chút. Về phần Bùi Hành Xuyên, hai huynh đệ gác cổng bảo hôm nay cậu ta nghỉ làm, bảo sao hôm nay tài tử im lặng hơn nhiều. Tiểu Giao cô nương, không phải ta đã nói cô rồi sao? Có câu nói là đại gia trang mặc, thấy Tử Giao cứ mở miệng ra là anh huynh của cậu, không khỏi bất bình thay cho Thẩm Nhạc. Nói tiếng người, làm đồ đệ phải biết tôn sư trọng đạo, đúng không? Giờ cô đang được Thẩm Nhạc dạy võ, sao có thể cứ mở miệng là anh huynh của cậu được chứ? Phải gọi là sư phụ. Sư phụ ư? Ây, đúng rồi, nhắc mới nhớ, trả bái sư cô cũng chưa kính huynh ấy đúng không? Kính cha ư? Ây, đúng rồi, có câu nói quân tử. Trang Mặc, một thân tài nghệ, trạng nguyên hiếm có của Đoan Triều, lại bị Từ Giao đuổi đánh một trận. Giao Giao nữ hiệp, ta không dám nhiều lời trước mặt cô nữa. Không làm đại gia nữa, hừ, còn đứng trước mặt ta nữa. Ta thấy huynh lần nào liền đánh huynh lần đó. Nói gì thế? Lão đại, huynh phải làm chủ cho ta. Huynh xem này, ta lại bị Từ Giao đánh rồi, đáng đời. Sư phụ, xin hãy nhận của đệ tử một lại. Cô bái ta làm sư phụ sao? Gặp được đệ tử có thiên phú như vậy, có ai không muốn nhận làm đồ đệ chứ? Quà nhập môn, cầm lấy đi. Cái gì đây? Đao Thanh Đồng Tụ, binh khí nổi tiếng của Đoan Triều. Người khác muốn sở thứ huynh ấy đều không cho. Giờ lại đem binh khí vang danh lẫy lừng tặng lại cho cô. Vừa nghe thấy là binh khí nổi tiếng, Thẩm Ninh đứng một bên hai mắt phát sáng, vội vang đến bên cạnh Từ Giao. Như vậy tức là nếu sau này hai chúng ta không có tiền, mang thanh đao này đến tiệm cầm đồ cũng bán được không ít tiền đấy. Anh Ninh, sao lại nói thế? Anh huynh của cậu vẫn còn đang đứng đây đấy. Chuyện cầm đồ tốt nhất nên nhỏ tiếng một chút. Anh Ninh, muội tới đây. Anh huynh, vừa rồi muội chỉ tùy tiện nói thế thôi. Chuyện cầm đồ, huynh đừng coi là thật. Đến đây, anh Ninh, cậu đừng sợ. Dù sao cũng là anh huynh ruột thịt của cậu, chung quy cũng không thể ra tay đánh cậu được đâu. Dù có động tay với cậu thật, vậy thì tớ cũng không đánh lại huynh ấy. Tỷ muội, cậu đúng là phúc khí của tớ. Anh huynh, châm ngọc này tặng cho muội sao? Lấy đi chiếc vòng ngọc của muội, làm muội trong đau đớn như sắp mất mạng đến nơi vậy. Nếu ta không tìm một món trang sức có chất lượng tương tự đền cho muội, sau này muội lại ghi hận trong lòng thì làm sao? Đa tạ anh huynh. Hôm trước anh huynh lấy vòng ngọc của muội đi, giờ anh huynh lấy châm ngọc đền cho muội, có được không? Anh huynh, thực ra muội không phải là người để ý tiền tài như thế. Thẩm Ninh quay đầu lại, cố gắng ngụy biện. Ồ, thì ra là anh huynh nghĩ nhiều rồi. Vậy thì trả châm ngọc lại cho ta nhé. Đồ đã tặng muội muội rồi, làm sao lấy lại được chứ? Sư phụ, Tiểu Giao tỷ tỷ bái sư có quà bái sư. Làm sao? Thế Chiêu Chiêu thì sao à? Chiêu Chiêu cũng muốn có quà bái sư. Chuyện đó, làm gì có chuyện đó chứ? Làm sư phụ phải thành thật chất phác, thanh bạch liêm khiết, không có ý nghĩ dư thứ. Chiêu Chiêu thấy quà của sư phụ cũng rất tốt. Sư phụ đường đường là đại gia, nhỏ nhà thông tuệ, sẽ không keo kiệt đâu, đúng không ạ? Sao hôm nay không thấy Bùi đại thống lĩnh đâu nhỉ? Lúc này, Giang Lan, người luôn theo dõi Thường Tam, cũng trốn ở một bên, lặng lẽ ăn bốn ốc. Là ai đang ăn bốn ốc thế? À xin lỗi xin lỗi, nô tài vừa mới từ chỗ nấu bún về, quần áo vẫn ám chút mùi bún ốc, làm phiền các vị rồi. Nương nương, đây là ếch nấu gừng sao? Thật tươi ngon, đặc biệt là đôi chân này, thật tuyệt biết bao. Có thơm đến mấy? Ngươi cũng nói ra làm gì? Còn có vị hoàng hậu này, cả ngày không đi tranh đấu, lại đi nấu mấy món chọc thèm người khác. Thân ở lãnh cung, cũng có thức ăn mang tới chứ. Không tệ đúng không? Lát nữa ta đưa công thức cho huynh. Ý của nương nương là thứ này cũng có thể nấu mang bán. Đúng vậy, hệ thống giao hàng của chúng ta cũng dần phải hoàn thiện. Cần phải tăng số lượng món ăn: thịt xiên que, khoai tây nướng, mì cầu Vân Nam, thỏ nướng, đầu thỏ om dầu, chân gà xào thơm. Nhiều món ngon vậy sao? Nương nương sắp phát tài rồi.
Anh Ninh, có giàu sang phú quý cũng đừng quên tớ nhé. Được rồi, đồ của tớ cũng là của cậu. Yêu cậu nhiều, sau này có ai dám bắt nạt cậu, bổn nữ hiệp sẽ giúp cậu đánh hắn. Thế nhưng vừa rồi lúc tớ đối mặt với anh Huynh, cậu lại bán tớ đi đấy. Không phải vì tớ đánh không lại Huynh ấy sao? Mẫu hậu, còn Chiêu Chiêu thì sao à? Chiêu Chiêu yên tâm, sau này mẫu hậu sẽ để dành tiền cho con lấy vợ. Thẩm Hoàng hậu, vậy gối ngọc của tại hạ. Không có cửa đâu, nương nương cũng thiên vị quá. Có câu, Tiểu Giao, đao của cậu đâu rồi? Đây này, Thẩm Nhạc, ta đường đường là đại gia, là quân sư của huynh, là sư phụ của cháu trai huynh. Huynh lại dung túng cho muội muội nhà huynh và đồ đệ của ta bắt nạt ta thế sao? Ý huynh là lúc này ta không nên đứng không, mà nên giúp hai người họ bắt nạt huynh mới đúng sao? Huynh, ai có thể ngờ trong mặt ta, đường đường là đại gia, lại rơi vào bước đường này chứ? Ta không có tài năng văn học, không hiểu đạo lý của các bậc thánh hiền, ta chỉ giúp người thân không giúp người dưng nước lã. Chưa có Từ Giao cầm đao tương trợ, sao có Thẩm Nhạc ngang nhiên bảo vệ, Thẩm Ninh càng thẳng lưng hơn. Từ đường tổ tiên nhà họ Bùi. Anh Huynh, Huynh ngủ rồi sao? Vẫn chưa, Miễn Miễn, hôm nay ăn gì thế? Ê dô, còn mang rượu đến cơ à? Không hổ là muội muội tốt của ta, nhưng mấy món này quá tầm thường rồi, không ngon bằng Thẩm Ninh làm. Thẩm Ninh, anh Huynh, có phải là phế hậu ở lãnh cung đó không? Đúng vậy, cả kinh thành này có mấy người tên Thẩm Ninh đâu chứ. Anh Huynh, lần này Huynh cũng chơi lớn thật đấy, vậy mà lại có tư tình với hoàng hậu, đỉnh thật đấy. Nhà đầu chết dẫm này, đầu muội suốt ngày toàn nghĩ cái gì không, bị uống nước rồi sao? Thẩm Ninh là muội muội của Thẩm Nhạc, chuyện thường tình như thế muội còn không nghĩ ra sao? Hắn ta mà dám trêu chọc Thẩm Ninh, em là sẽ bị Thẩm Nhạc tẩn thành đầu lợn mất. Ô, đúng rồi, muội muội của Thẩm tướng quân dù có muốn tìm đối tượng cũng sẽ không nhìn chúng người như huynh. Miễn Miễn, muội đừng có nói lời trái lương tâm nữa, một chàng trai tuấn tú như ta, có biết bao nữ tử trong kinh thành vẫn đang xếp hàng chờ gà kia kia. Người phá gia chi tử như anh huynh, toàn bộ nữ tử trong kinh thành đều muốn bỏ chạy thì có. Còn nữa, Thẩm tướng quân đẹp trai hơn huynh nhiều, lại còn tài hoa xuất chúng, võ công đệ nhất, hay si đều có anh huynh. Sao số phận của muội và Thẩm tỷ tỷ lại khác nhau thế chứ? Cút cút cút, từ đâu đến thì mau cút về đó đi. Đừng mà, đại ca, hôm nay muội tới để buôn chuyện mà. Huynh đã làm gì mà cha tức đến nỗi ngủ đến chiều luôn thế? Quên đi, rảnh rỗi như vậy, ta chỉ là Bùi Hành Xuyên bèn đem chuyện xảy ra ở lãnh cung suốt 2 tháng qua kể lại cho Bùi Miễn Miễn. Thế nên giờ Thẩm tỷ tỷ có thể kiếm được 3.000 lượng trong nửa tháng thật sao? Đây không phải trọng điểm, đồ đệ mà Bùi Hành Xuyên ta nhận giờ đã là đồ đệ của Thẩm Nhạc rồi. Biết dừng kịp thời, bỏ tối theo sáng, không phải rất tốt sao? Ai tới chứ? Ăn nói kiểu gì thế? Ồ, muội dùng sai từ rồi, là quay đầu là bờ. Thẩm Nhạc là cái thá gì chứ? Lần này nhất định ta sẽ nghiêm túc luyện võ, đợi đến khi Tiểu Giao luyện thành rồi, nhất định phải giành lại Tiểu Giao từ tay Thẩm Nhạc đó. Anh Huynh, Huynh cũng thật là rất có chí khí đúng không? Trẻ trâu thật. Miễn Miễn cũng không tin sau khi Huynh nghiêm túc bái sư sẽ lợi hại hơn Thẩm tướng quân đâu. Miễn Miễn, ta là anh huynh của muội, muội không thể tin tưởng ta thêm chút nào sao? Nhưng huynh ấy là Thẩm Nhạc đấy. Huynh biết toàn kinh thành có bao nhiêu cô nương muốn gả cho Thẩm Nhạc không? Bao nhiêu? Có bao nhiêu người ghét huynh thì có bấy nhiêu người muốn gả cho huynh ấy. Ồ, phải nói là lời nói của Bùi Miễn Miễn rất dễ hình dung. Muội cút ra ngoài đi. Ây da, Miễn Miễn sai rồi. Hừ, có biết muội sai ở đâu không? Không nên nói sự thật trước mặt anh huynh, không nên nói những câu thật lòng mà ai trong kinh thành cũng biết. Dù anh huynh có học thêm 800 năm võ nghệ cũng không thể đánh bại được Thẩm tướng quân. Miễn Miễn không nên nói thế trước mặt anh huynh. Sáng hôm sau, ở sân sau phủ tướng quân, Thẩm Nhạc đang cầm thương đứng trong sân tập luyện. Tướng quân, gia chủ Bùi gia Bùi Bốc Khải đến cửa nói là có chuyện muốn đến thăm. Ngươi dẫn ông ta đến tiền sảnh, lát nữa ta sẽ đến. Bùi gia sáng sớm đã đến thăm, không biết là có chuyện gì. Nhớ lại năm đó, lúc Thẩm gia còn sống, ta và Bùi gia là danh gia vọng tộc, gia phụ xuất thân là thương gia. Năm đó lúc ông ấy còn sống, hai nhà Thẩm Bùi địa vị khác biệt, không hề có giao tình gì. Đứa trẻ này sao lại không biết lựa lời thế chứ? Nếu Bùi gia có chuyện gì, xin cứ nói thẳng. Đúng là ta thích nhất là nói chuyện với những người thẳng thắn thế này. Bùi lão gia tôn một chàng, muốn mời Thẩm Nhạc về làm sư phụ dạy võ cho Bùi Hành Xuyên. Bùi Hành Xuyên và ta là bạn học, em là không hợp lẽ cho lắm. Ta và phu nhân đều không quan tâm võ nghệ của con trai ta có giỏi hay không, chỉ mong tướng quân có thể lấy cớ dạy võ, thay ta và phu nhân quản thúc nó. Ngọc Thu Thiền, rốt cuộc Bùi Hành Xuyên đã tạo nghiệp gì mà Bùi gia lại phải lấy Ngọc Thu Thiền ra truyền gia thế? Ngọc Thu Thiền của Bùi gia đại diện cho quân tử nhà họ Bùi, sẽ đồng ý với bất cứ yêu cầu gì, một lời đã định tượng ngàn vàng. Nếu tướng quân đồng ý giúp đỡ, trên dưới Bùi gia sẽ cảm kích không thôi. Cậu ta lật mái nhà rồi sao? Nghiêm trọng hơn một chút. Cậu ta đập nhà rồi sao? Nghiêm trọng hơn chút nữa. Nó ném luôn bài vị tổ tiên trong nhà rồi.